Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đồng Hồ Duy Anh. Chắc hẳn các bạn ở đây đã từng nghe đến cái tên Orient. Thương hiệu này được ghi dấu ấn trên thế giới với tư cách là một trong những nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng, cung cấp những mẫu đồng hồ tự động, giá cả phải chăng và có giá trị thực tế. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu đồng hồ lặn giá tốt với nhiều tính năng ưu việt, hãy xem xét dòng Marco của Orient. Marco không phải là một thuật ngữ chính thức của Orient, đó là một biệt danh được đặt bởi những người đam mê đồng hồ. Chúng có nhiều phiên bản khác nhau và đồng hồ lặn Orient Marco RAA0818L19B là một sự bổ sung mới nhất cho dòng Marco mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video dưới đây. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2004, Marco là dòng đồng hồ lặn được đánh giá cao trên toàn thế giới và là chiếc đồng hồ lặn hoàn hảo cho các hoạt động hàng ngày và nhiều loại hoạt động khác nhau. Sau khi được phát hành, Marco đã ngay lập tức trở thành một điểm nhấn với tư cách là đồng hồ lặn trong tầm giá. Chiếc đồng hồ lặn Orient Marco mới nhất này có vỏ lớn hơn một chút so với những dòng đồng hồ Marco trước đây, với đường kính 41,8mm, độ dày 12,8mm, đồng thời được trang bị mặt kính sapphire chống xước và vỏ làm bằng thép không gỉ 316L chắc chắn với độ hoàn thiện cao. Vẫn mang phong cách đồng hồ lặn cổ điển, chiếc đồng hồ thợ lặn Marco này có một mặt số màu xanh, lấy cảm hứng từ cuộc sống trên bãi biển đầy năng động và vui tươi. Mặt số có các cọc chữ số Ả Rập phát quang ở vị trí 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ và các kim phát quang để có thể nhìn tốt trong môi trường thiếu ánh sáng như ban đêm hoặc dưới biển. Có một cửa sổ lịch hiển thị lịch thứ và lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Khung bezel xoay một chiều, chuyển màu từ xanh lam sang xanh đậm. Phần khung bezel bao quanh mặt số được sử dụng để đo thời gian đã trôi qua. Đây là một tính năng quan trọng đối với thợ lặn. Bên trong là bộ máy tự động Made in Japan Calibre F6922 với 22 chân kính, có khả năng dự trữ năng lượng trong 40 giờ, cũng có chức năng lên dây cót bằng tay với độ chính xác là cộng trừ 20 giây một ngày. Nó hoạt động ở tần số 6 nhịp mỗi giây, là tần số phổ biến cho các chuyển động tự động tầm trung. Tần số này cung cấp khả năng quét khá mượt mà cho kim dây. Calibre F6922 là một bộ chuyển động in-house được phát triển và sản xuất bởi công ty Orient Watch. Bộ chuyển động này được đánh giá cao về độ chính xác và độ tin cậy. Mẫu đồng hồ này có khả năng chống nước ở độ sâu 200m và đồng hồ phù hợp để bơi lội và lặn biển. Orient Marco RAA0818L19B đi kèm với dây đeo bằng thép không gỉ 316L và là thép đúc đặc, có độ bền cao và thoải mái khi đeo với một chút gập an toàn, đảm bảo rằng đồng hồ luôn chắc chắn trên cổ tay. Mẫu đồng hồ này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ lặn có mức giá từ 10 triệu trở xuống, cung cấp cho người đeo kiểu dáng và chức năng được hoàn thiện tốt. Nhờ thiết kế cổ điển, các tính năng ấn tượng và hiệu suất đáng tin cậy của đồng hồ khiến nó trở thành một sự lựa chọn nổi bật trong thị trường đồng hồ lặn tầm trung. Và đó là những gì tổng quan nhất về mẫu Marco này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.